Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 26 tháng 12. Ngay sau đây sẽ là các tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình. Từ ngày 26 tháng 12, rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền Bắc giảm dần. Nhiều khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục mưa to. NASA mừng Giáng sinh với ảnh chụp cây thông giữa vũ trụ. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, ngày và đêm 25 tháng 12, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục rét, có nơi rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, rét hại. Từ ngày 26 tháng 12, rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền Bắc giảm dần. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, ngày và đêm ngày 25 tháng 12, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10 đến 13 độ C, riêng khu vực vùng núi phổ biến từ 6 đến 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Ở khu vực Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 đến 14 độ C. Ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, phổ biến từ 14 đến 17 độ C. Cảnh báo do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, ở khu vực vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to. Từ ngày 26 tháng 12, rét đậm rét hại ở các tỉnh miền Bắc giảm dần. Tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính trong đêm nay và ngày mai. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 21 độ. Thành phố Vinh có mây, đôi lúc có mưa, nhiệt độ từ 12 đến 19 độ. Thành phố Huế trời mưa phùn rải rác, nhiệt độ từ 17 đến 19 độ. Thành phố Đà Nẵng đêm nay và ngày mai đôi lúc có mưa, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, ngày và đêm 25 tháng 12, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi hơn 60mm. Đêm qua và sáng sớm nay ngày 25 tháng 12, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa đã có mưa vừa mưa to, cục bộ với lượng mưa có nơi hơn 30mm như Hương Nguyên, Thừa Thiên Huế 39,2mm, Tuy Hòa, Phú Yên 46,6mm, Đại Lãnh, Khánh Hòa 71,3mm. Gió đông bắc gây biển động mạnh, sóng cao từ 4 đến 6 mét trên nhiều vùng biển. Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, ngày và đêm ngày 25 tháng 12, ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng cao từ 4 đến 6 mét. Ngoài ra, ngày và đêm ngày 25 tháng 12, khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Dự báo ngày và đêm ngày 26 tháng 12, ở khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Cảnh báo toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động tại các khu vực biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn. Quý vị thân mến, dù ở cách xa trái đất hàng nghìn năm ánh sáng, nhưng có một cụm sao cũng đang hòa mình với không khí Giáng sinh. Mới đây, NASA vừa công bố hình ảnh của một cụm sao tạo nên hình ảnh giống như một cây thông Giáng sinh lơ lửng giữa vũ trụ. Được chiếu sáng bởi ánh sáng xanh lục, xanh lam và trắng, hình ảnh này tạo ra một bức tranh tinh tế và lạ mắt trên bầu trời thiên hà. Cụm sao này thuộc cụm NGC 2264 nằm trong chòm sao Monoceros và cách trái đất khoảng 2.500 năm ánh sáng. Sự hình thành của nó được phát hiện vào những năm 1780 bởi nhà thiên văn học William Herschel. Những hình ảnh tuyệt vời này là một minh chứng cho sự đa dạng và kỳ diệu của vũ trụ khi các tinh vân thường giống với các hình dạng trên trái đất như con sứa, con cú và thậm chí là vòi voi. Trong trường hợp của NGC 2264, nó giống như một cây thông Giáng sinh rực rỡ giữa vũ trụ xa xôi. Các nhà khoa học tại NASA sử dụng dữ liệu từ hai kính thiên văn để biên soạn các hình ảnh này. Họ cũng sử dụng dữ liệu hồng ngoại từ khảo sát bầu trời 2Micron để tạo ra loạt ảnh cho các ngôi sao trong cụm. Tiếp theo chương trình sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung cho ba miền trong đêm nay và ngày mai 26 tháng 12. Tại Bắc Bộ, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ,
trời rét đậm rét hại, vùng núi có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Trung Bộ, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, có nơi mưa vừa mưa to, trời rét, có nơi rét đậm. Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 14 đến 16 độ C. Vùng núi cao có nơi hơn 10 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 6 đến 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Phía Đông Bắc, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi rét hại. Khu vực vùng núi có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ C, vùng núi cao có nơi 10 đến 13 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ C, vùng núi 7 đến 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam nhiều mây có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ C, có nơi hơn 20 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mây ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Phía Bắc trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 21 đến 24 độ C, có nơi hơn 24 độ C, phía Nam 30 đến 33 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ phía Bắc 17 đến 20 độ C, phía Nam 22 đến 25 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng cao 4 đến 6 m. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, riêng vùng biển phía Tây cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng cao 4 đến 6 m. Quý vị khán giả thân mến, với thời tiết trở lạnh về đêm, do vậy nếu tối nay quý vị và những người thân đi chơi dịp lễ Giáng sinh, hãy nhớ chuẩn bị cho mình những bộ quần áo thật ấm áp, mũ, khăn và găng tay đầy đủ, đặc biệt nếu có đi cùng với trẻ em. Xin chúc cho quý vị đang xem chương trình sẽ có một ngày lễ Giáng sinh thật đầm ấm và hạnh phúc. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai, 26 tháng 12. Xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.